Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căng, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Tập 95. Mạnh Hạo bay trước, theo sau là hơn 100 tu sĩ gào thét, khí thế kinh người. Trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn phát hiện hướng bỏ chạy của lão tổ Tam Đại Tông Môn hoàn toàn ngược lại với nhau. Tốc độ di chuyển cũng rất là nhanh, hẳn là phải dùng bí thuật hay là một cái thủ đoạn đặc biệt nào đó. Phần ra ba hướng khác nhau hả? Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên chỉ xuống mặt đất. Mặt đất hiện lên từng âm thanh chuyển động mà người thường không thể nào phát hiện ra. Chỉ có Mạnh Hạo là nhìn rõ từ dưới mặt đất xuất hiện lên rất nhiều hư ảnh. Tiếp theo đó là lượng lớn yêu khí gào thét mà bay tới, bao quanh Mạnh Hạo rồi ngưng tụ lại. Ngay sau đó, lượng yêu khí ấy hóa thành hai thân hình mơ hồ, không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy khí tức phát tán ra bên ngoài. Trong mắt những người khác, xung quanh Mạnh Hạo vẫn chỉ là một mảnh trống trơn. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay phải vung mạnh, hai huyết thân hóa thành hai màn sáng màu đỏ xuất hiện trước mặt của hắn, hình thành nên hai thân ảnh dung hợp cùng yêu khí, tạo nên khí thế kinh người. Phương pháp dung hợp này là do Mạnh Hạo nghĩ ra, không khác gì thân ngoại hóa thân của hắn. Không những hắn có thể dùng linh thức để điều khiển, mà mọi hành động đều diễn ra tùy tâm của hắn. Dù cho chiến lực hóa thân không bằng bản tôn đi chăng nữa, sau khi huyết thân dung hợp với yêu khí thì trong cái thời gian ngắn có thể bộc phát được lực lượng cường đại. Tam đại lão tổ dù là ở thời kỳ cực thịnh cũng khó lòng dùng sức mà kháng cự được. Hiện giờ Mạnh Hạo phát hiện trong ba người, trừ tu sĩ đầu to ra, hai người còn lại đều là cung đã dương hết tầm, tu vi bị tổn thương nghiêm trọng, sức chiến đấu đang ở mức thấp nhất. Linh thức của Mạnh Hạo là có thể điều khiển cùng lúc hai hóa thân. Dù có xảy ra cái điều gì ngoài ý muốn đi chăng nữa thì hắn vẫn còn có cách giải quyết. Lúc này ý thức của hắn truyền ra, hai hóa thân chia thành hai hướng, vừa gào thét và vừa lao đi. Theo sự an bài của Mạnh Hạo, hơn 100 tu sĩ theo sau hắn cũng phân tán hóa thành ba nhóm. Một trong hai nhóm tách ra bay theo hai cái hóa thân. Mạnh Hạo ngẩng đầu, linh thức hướng về ba vị thượng tổ. Hắn mang theo hơn 50 người đuổi theo tu sĩ đầu to. Các người giết đuổi Mạnh Mỗ cho đến mấy ngày nay, lại cường ngạch tấn công trận pháp bảo vệ động phủ của ta, hả có thể để các ngươi trốn chạy như vậy chứ? Trong ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Những người này đã muốn chết, hắn tất nhiên sẽ không mềm lòng. Huống gì bọn chúng đã thấy điều không nên thấy, kết cục chờ đợi bọn chúng chỉ là cái chết. Mang theo sát cơ, đám người Mạnh Hạo bay với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc ấy, tại một hướng khác, lão giả tóc đỏ đang tái mặt bỏ chạy rất nhanh. Những chuyện xảy ra hiện lên trong đầu của lão, từ lúc đuổi giết tới phá trận, rồi thiên kiếp diễn ra, sau đó mấy trăm người đi cùng trong chốc lát tử vong gần hết. Bản thân của lão là tu sĩ kết đan, hiện giờ đã trọng thương, 10 thành tu vi giờ chỉ phát huy chưa tới một nửa. Quan trọng hơn hết chính là túi trữ vật của lão đã trống trơn, không có đan dược, không có pháp bảo, không có gì có thể khôi phục thực lực được. Trong lòng lão dâng lên một cảm giác bi thương, sau đó là hối hận vô cùng. Lão hối hận nhưng vẫn không thể tin tình hình lại chuyển biến nhanh đến như vậy. Phải trốn nhanh một chút mới được, bế quan tu hành, đợi ngày sau khôi phục lại tu vi rồi triệu tập đạo hữu diệt sát người này sau. Ánh mắt của lão lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn tin chỉ cần nói ra chuyện đối phương có thể luyện chế được đan dược kim sắc thì cả cái đất mạc thổ này sẽ có rất nhiều tu sĩ tự nguyện cùng lão đi đuổi giết. Hơn nữa, có thể tình ấy còn đưa tới một vài lão quái nguyên anh nữa. Mấy người này thần thông quảng đại, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Hai tròng mắt của lão vằn lên từng tia máu trong lúc thân thể vẫn không ngừng lao về phía trước. Đột nhiên, trong lòng lão xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cơ thể đang lao nhanh về phía trước đã bị lão cưỡng ép di chuyển lệch hướng. Vừa lúc lão di chuyển đi thì một đạo huyết quang gào thét lướt qua với tốc độ cực nhanh, làm không khí gợn lên từng cơn sóng khiến lão biến sắc, trái tim nhảy loạn. Vừa rồi nếu lão chậm chân một chút thì sợ là đã mất mạng rồi. Dở! Lúc đạo huyết quang nổ tung thì từ trong hư vô vang lên một âm thanh băng lãnh. Đạo huyết quang này hóa thành một làn sóng chuồng kích mãnh liệt tản ra bốn phía. Thân thể lão giả tóc đỏ hứng chịu xung lực của vụ nổ thì bay lùi về phía sau, từ miệng trào ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lão quay người lại trông thấy huyết sắc thân ảnh. Thân ảnh này có một mái tóc màu đỏ rực, trường bào màu đỏ, làn da cũng màu đỏ, đang chậm rãi đi tới. Bên trên thân ảnh này còn có một luồng ký tức mãnh liệt mà lão không nhìn rõ nhưng có thể cảm nhận được, và nó khiến cho lão thực sự là sợ hãi. Tu vi thân ảnh này lão không nhìn thấu. Đôi mắt huyết sắc của thân ảnh nhìn như là vô thần, nhưng ánh mắt lại linh động vô cùng quỷ dị. Nhất thời lão không biết thân ảnh này là một tu hành giả nào đó hay chỉ là một khôi lỗi. Các hạ là ai? Trong lòng lão chứa đầy ủy khuất. Thời kỳ toàn thịnh lão chắc sẽ không cần để ý tới, chỉ là hiện giờ bị thương quá nặng, túi chứa vật thì không còn, nên đối đầu với một người nào lão cũng rất là bất lợi. Người đã quên mạnh mổ nhanh như vậy sao? Không phải ta là người, dù ở chân trời góc bể nào người cũng phải đuổi giết hay sao hả? Hai mắt của thân ảnh chấn động, lộ ra quang mang giống hệt như ánh mắt của Mạnh Hạo. Vừa nghe những lời này, sắc mặt của lão đại biến, thân thể không tự chủ được lùi lại sau rất nhanh, trong lòng đầy hoảng sợ. Là hắn? Sao có thể? Sao hắn có được khôi lỗi như vậy chứ? Cái này không phải là thân ngoại quá thân. Nghĩ tới đó, lão giả tóc đỏ này thấy đầu óc quay cuồng, trên mặt còn không có một chút huyết sắc. Thân ngoại hóa thân không phải là thuật pháp tu sĩ kết đan có thể nắm giữ được. Đây là thần thông chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể thi chuyển. Trong lúc lão bỏ chạy, âm thanh chạy bộ rầm rầm hiện ra, sau đó khối đen xuất hiện bao phủ bốn phía. Hơn 50 tu sĩ đi theo dùng trận pháp do anh Vũ truyền lại vây chặt lấy lão. Ta đã chọc phá cái gia quả nào thế này? Giá đầu của lão rung lên, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng xen lẫn với điên cuồng. Cùng thời gian ấy, ở một hướng khác, lão tổ Hán Thủy Tông, lão giả mặt rỗ, cũng đang rơi vào trong một tình huống tương tự, đáy lòng mặn chát. Chung quanh lão bị một màn sương đỏ bao phủ, bên ngoài là hơn 50 tu sĩ chạy trốn hình thành lên màn sương. Đối diện lão là một thân ảnh màu huyết sắc, không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt màu máu là đỏ rực. Đôi mắt không ẩn chứa chút cảm xúc nào, tất cả chỉ là lạnh lùng và vô tình. Gương mặt của lão tái nhợt. Tu vi của lão vốn yếu nhất trong ba người, dù là kết đan hậu kỳ nhưng hiện giờ đã trọng thương. Khe hở kết đan tràn ngập trong cơ thể, lực lượng của lão có thể phát ra không quá ba thành. Việc này chỉ là hiểu lầm, tại hạ... Lão chần chừ, đang muốn mở miệng nói tiếp thì tiếng nổ vang lên quanh quẩn, sương mù hoàn toàn bao trùm lão. Ở một hướng khác, Mạnh Hạo đang giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng giữa không trung. Trước mặt hắn là tu sĩ đầu to, đang không ngừng run rẩy, liều mạng chạy hết tốc lực. Hắn phun ra máu tươi, không biết là dùng bí pháp gì mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau khi truy kích một lúc, Mạnh Hạo nhíu mày phát hiện ra, cho dù mình có dùng toàn lực cũng không thể nào đuổi kịp đối phương, chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định. Người này dùng cái thuật pháp gì, làm sao mà có thể có được cái tốc độ này chứ? Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, tay phải nâng cao chỉ về phía trước. Phong yêu để bác cấm. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn rơi xuống, trời đất chấn động, một cỗ lực lượng kỳ dị tản ra lao về phía tu sĩ đầu to.
Sắc mặt của đối phương đại biến. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hạo lại giật mình khi thấy đối phương phun ra một ngụm máu tươi. Không biết dùng thủ đoạn gì mà chỉ sau một cái chớp mắt đã thoát khỏi. Điều này khiến Mạnh Hạo động lòng. Chết tiệt, người này mới đột phá tu vi kết đan trung kỳ. Tuy có thể xuất ra đàn khí nhưng thực lực quá là biến thái đi mà. Vừa rồi hắn tung ra cái thuật pháp gì khiến cho ta phải thi triển cấm thuật truyền thừa vậy chứ? Tu sĩ đầu to cảm thấy lạnh lẽo. Vừa rồi Mạnh Hạo nhìn thấy hắn nhẹ nhàng thoát ra như thế, nhưng trên thực tế cấm thuật đã gây ra tổn thương rất lớn so với hắn. Thương thế trên người hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không thể tiếp tục như thế này được. Cứ như vậy, không cần đối phương ra tay, sớm muộn gì ta cũng bị thương thế mà hại chết rồi. Tu sĩ đầu to cắn răng, đang bay về phía trước thì đột nhiên ngừng lại. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái nắm những hạt gạo trắng nõn, hướng ra bên ngoài vung lên. Hai tay lão bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ vào những điểm khác nhau. Ánh sáng của hạt gạo mà biến thành thiên binh. Theo lời của hắn, tiếng nổ quanh quẩn vang lên. Những hạt gạo biến hóa thành những con sóng lớn, màu sắc liên tục thay đổi, sau đó trở thành màu đen, huyễn hóa ra hơn 100 huyễn ảnh ác quỷ. Cổ tu sĩ này đỏ tía, cái đầu to rịn mồ hôi, hô hấp dồn dập. Để thi triển thuật pháp này, hắn phải chịu thương thế không nhẹ, không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn. Hắn biết không thể giết được đối phương, chỉ mong có thể ngăn trở mà trốn thoát. Nhưng hơn 100 ác quỷ đang bay về phía của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lại chỉ lạnh nhạt nói: Chút tài mọn. Đan khí trên đỉnh đầu của hắn bạo phát, kim sắc đan khí hóa thành tinh không, ngôi sao lấp lánh hóa thành từng đạo kim quang tràn ra bên ngoài, lao về phía hơn 100 huyễn ảnh ác quỷ. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, hơn 100 con ác quỷ không thể ngăn được Mạnh Hạo, tất cả kêu lên thảm thiết rồi tiêu tán. Tu sĩ đầu to biến sắc nhanh chóng bỏ chạy. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, từ từ hạ xuống. Hai mắt của tu sĩ đầu to lộ ra một tia điên cuồng, giống như sẵn sàng liều mạng. Tay trái của lão bấm niệm pháp quyết, tay phải lại lấy bảo vật từ trong túi chứa vật ra. Trong đầu của hắn cảm thấy đắng chát, tự nhủ hôm nay nhất định phải liều chết, may ra mới có được một đường sinh cơ. Nhưng khi tên tu sĩ đầu to muốn lập tức liều hết tất cả thì bỗng nhiên, vốn sau khi kiếp vân tiêu tán, trời trong nắng ấm đột nhiên có một tia chớp xuất hiện, ầm ầm đánh xuống chỗ của Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi lên cái mũ của Mạnh Hạo, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mạnh Hạo lông tóc không có gì tổn hao, nhưng hết thảy lần này đến lần khác lại có được một cái làn khói xanh từ trên mũ bay ra. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng toàn bộ vòm trời thì vẫn như là trời trong nắng ấm. Giống như đạo thiểm điện này chỉ là ngoài ý muốn. Đó là khí tức của thiên kiếp. Mạnh Hạo nhíu mày, tia chớp này không tạo thành tổn thương đối với hắn, đã bị bì đóng hóa thành mũ mà hấp thu. Bị cái cảnh tượng này làm cho sửng sốt, còn có tên tu sĩ đầu to. Gã cũng vô thức ngẩng đầu lên, nhưng cũng rất nhanh đã kịp phản ứng. Rất nhanh lui về phía sau, dùng toàn lực bay nhanh, tranh thủ kéo dài khoảng cách. Mạnh Hạo câu mày, hắn mơ hồ có một loại dự cảm không ổn. Đạo thiểm điện vừa rồi là thật sự quá đột ngột, không có một chút dấu hiệu nào báo trước. Trên bầu trời rất xanh, xanh thẳm vạn dặm, nhưng dạng cái bầu trời này rõ ràng lại rơi xuống một đạo thiên lôi. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thật sự không nghĩ ra được cái nguyên nhân. Sau khi hắn đem cái linh thức tản ra, thời khắc cảnh giác bầu trời, thì ánh mắt nhìn về phía tên tu sĩ đầu to ở phía xa xa lúc này đang không thấy tung tích. Mạnh Hạo hừ lạnh lên một tiếng, rồi lại cất bước đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt của tên tu sĩ đầu to càng tái nhợt, không ngừng bỏ chạy. Sau cả ngày chạy trốn thì lúc này đang dược chữa thương trong túi chứa vật của gã cũng đã hoàn toàn trống trơn, thương thế trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này tu vi có thể phát huy chỉ không đến 4 thành. Chết tiệt, chết tiệt. Hai mắt của gã tràn ngập tơ máu, nghiến răng nghiến lợi. Ở phía sau gã,
thân ảnh của Mạnh Hạo như tủy trong sương mà đang đuổi theo. Thỉnh thoảng lại có một đạo đan khí gào thét mà đến, khiến cho tên tu sĩ đầu to này kinh hãi, lạnh lùng. Gã ngoài trừ liều mạng chạy trốn thì không nghĩ ra một chút biện pháp nào. Rốt cuộc thì hắn muốn đuổi đến khi nào đây chứ? Tu sĩ đầu to cảm giác mình chạy sắp liệt rồi. Gã có thể phát giác ra tóc đỏ cùng với mặt rỗ đã lành ít dữ nhiều. Tham gia vào chuyện này có mấy trăm người, giờ phút này chỉ còn lại mỗi một mình gã. Gã không chỉ một lần hối hận đối với cái kẻ đang không ngừng đuổi theo sau lưng, làm cho mình chật vật như thế này đã sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt. Giờ phút này, thấy đan khí của đối phương gào thét lao đến, tu sĩ đầu to phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân chớp mắt đã hóa thành hư vô, như có quỷ ảnh quẩn quẩn, khiến cho tốc độ của gã bạo tăng, một lần nữa lại kéo dài khoảng cách. Hai mắt của Mạnh Hộ lộ ra một cái ánh sáng kỳ dị. Đến lúc này, hắn đều biết mỗi lần sắp đuổi kịp thì tên đầu to này lại dùng ra thủ đoạn ác quỷ này, nháy mắt kéo dài ra khoảng cách. Loại tình huống này Mạnh Hạo gặp không nhiều lắm. Giờ phút này, trong lúc truy kích thì ở phía sau hắn, hơn 100 tu sĩ kia đang gấp rút mà kéo tới. Tốc độ của bọn hắn không thể so sánh được với Mạnh Hạo, nhưng bốn phía của bọn hắn tồn tại huyết thân của Mạnh Hạo, mang bọn hắn đi về phía trước, nên mới có thể miễn cưỡng mà theo sau Mạnh Hạo. Giờ phút này đã là hoàng hôn, lờ mờ có thể nhìn thấy một vùng đất phía trước là một mảnh bình nguyên. Ở trên bình nguyên còn có không ít chỗ vờn quanh, giống như hợp thành một hàng rào. Bên trong hàng rào có khoảng chừng hơn 100 tu sĩ vốn đang khoanh chân ngồi, nhưng lúc này nguyên một đám đều mở mắt ra, lại càng có 3 lão giả bay ra nhìn về phía tên tu sĩ đầu to dưới không trung đang phi tốc bay đến. Là lão tổ của Đông Lạc Thành Kỳ Giật Tông, Âu Dương Tiền Bối. Đích thật là Âu Dương Tiền Bối, nhưng sao hắn lại chạy trốn tới đây chứ? Ba người này biến sắc. Khi bọn họ còn đang chần chừ thì tên tu sĩ đầu to ở giữa không trung đang gào thét mà bay tới, liếc mắt đã nhìn thấy được bọn hắn, trong chớp mắt lập tức lóe lên kinh hỉ. Ba đạo hữu, nhanh chóng giúp ta ngăn cản ác đồ sau lưng. Người này từ dịp lão phu bế quan hèn hạ mà đánh lén, làm hại lão phu lúc này tu vi ngã xuống. Đạo hữu chỉ cần giúp ta ngăn cản hắn một chút là được rồi. Lão phu chỉ cần thời gian nửa nén hương là có thể khôi phục được tu vi. Rồi lúc đó sau khi chém giết người này, nhất định sẽ đại báo ơn cho các ba vị, tương trợ ba vị kết đan thành công. Tu sĩ đầu to cấp tốc mở miệng, trong giọng nói không có lo lắng mà lộ ra vẻ trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác tín nhiệm. Sau khi nói xong, tu sĩ đầu to không có một chút nào dừng lại mà bay thẳng về phía xa xa. Về phần những người ở đây có nghe theo hay không, gã không cần cân nhắc, thì có thể nghe theo là tốt nhất, mà nếu không nghe thì gã cũng không còn biện pháp nào. Ba người này đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi nghe được lời nói của tu sĩ đầu to thì trái tim lập tức nhảy lên bàng bàng. Tương trợ kết đan, một câu nói kia đối với ba người bọn họ mà nói thì có thể so sánh với vô thượng truy cầu. Giờ phút này sau khi do dự một chút, biết rõ người có thể đánh lén, nhất là lão tông tổ, thì tuyệt đối không phải là kẻ yếu, mà chắc chắn phải là tu sĩ kết đan. Nhưng cái hấp dẫn kia thật là kinh người. Lúc bọn hắn đưa mắt nhìn nhau một cái thì Mạnh Hạo đã cất bước đuổi đến. Phía sau hắn có hơn 100 người đang gào thét bay đến. Điều này khiến cho tu sĩ nơi đây lập tức khẩn trương. Ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia lại càng thêm do dự. Nhưng một người ở trong đó lại cắn răng một cái rồi cất bước đi ra, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Tiền bối dừng bước tại hạ. Cút! Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, chậm rãi mở miệng. Tên tu sĩ trúc cơ ôm quyền kia mặt mày biến sắc, da đầu rung lên. Bị ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua mà gã lập tức có một cái cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhưng khi nghĩ đến tu sĩ đầu to tương trợ kết đan thì đáy lòng lại chừng lại. Nhưng hai người khác ở bên cạnh gã đã lập tức đem gã giữ chặt lại, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền, đáy lòng chấn động, không dám đi ngăn cản chút nào. Dù bọn hắn có thể muốn hứa hẹn của tu sĩ đầu to, nhưng vừa rồi Mạnh Hạo cất tiếng thì trong mắt lại hiện lên lãnh mang, khiến cho người ta sau khi nghe thấy, nhìn thấy thì trong đầu ù ù,
đau đà trong cơ thể chợt run rẩy. Mạnh Hạo không có dừng bước, thân thể gào thét đi qua. Hơn 100 người được huyết thân chương tương trợ bay tới từ phía sau thì đều cười lạnh nhìn đám tu sĩ nơi đây, như một cỗ sao chổi ở giữa không trung mà bay đi. Cho đến thật lâu sau khi bọn hắn rời đi, ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này mới hít vào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn hắn đều hiểu rõ, vừa rồi một chớp mắt kia, chính mình vì lòng tham mà đã nửa bước vào tử vong. Người này là ai vậy mà lại có thể làm cho Âu Dương tiền bối chạy trối chết như thế chứ? Ba người nhìn nhau một cái, trầm mặt không nói. Giữa không trung, tay phải của Mạnh Hạo vung lên về phía trước, lập tức bốn phía vặn vẹo, một đạo ánh sáng màu tím kim hình cung lập tức bay múa, lao thẳng đến chỗ tên tu sĩ đầu to. Nhưng chưa kịp tới gần thì tu sĩ đầu to này đã phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lập tức mơ hồ, tốc độ bạo tăng. Sau khi tránh được thuật pháp của Mạnh Hạo thì đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, bay thẳng đến nơi xa xa. Chạy nhanh lắm! Mạnh Hạo hừ lạnh lên một tiếng, cất bước cấp tốc mà đi. Đoạn đường đuổi giết này, tốc độ của đối phương đã làm cho Mạnh Hạo đặc biệt chú ý, nên lúc này đáy lòng cũng đã nổi lên một ít ý niệm, nổi lên hứng thú đối với thuật pháp truyền thừa của tên tu sĩ đầu to này. Sắc mặt của tu sĩ đầu to trắng bệch, giờ phút này đang cắn răng mà bay nhanh. Trái tim của gã cấp tốc nhảy lên, nguy cơ sinh tử hiển hiện rõ ra ở đáy lòng. Ý niệm duy nhất ở trong đầu lúc này là dùng tất cả biện pháp chạy thoát khỏi trận đuổi giết này. Đáy lòng của gã càng thêm đắng chát. Sau khi kết đan, luôn là gã đuổi giết người khác, còn cái cảnh bị người ta đuổi giết như chó hoang như thế này vẫn là lần đầu tiên. Nếu như hôm nay ta có thể đào thoát, tất cả khuất nhục nhất định trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt của tu sĩ đầu to lộ ra điên cuồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã là ngàn trượng. Nửa ngày sau, dựa vào tốc độ gần như là cực hạn của kết đan, tu sĩ đầu to đã thấy được một tòa thổ thành ở phía xa xa. Dù không phải phồn hoa bằng thành trì của Cửu Minh, nhưng ở trong tòa thổ thành này có một phương thế lực tồn tại. Trận đạo hữu! Không đợi tới gần thổ thành, tu sĩ đầu to đã lập tức gấp giọng mở miệng. Lúc lời nói chuyện ra thì lập tức ở trong tòa thổ thành này có một đạo cầu vòng gào thét bay lên. Bên trong cầu vòng là một đại hán đang ở trần, một đầu tóc đen pháp phới, tu vi kết đan trung kỳ. Giờ phút này sau khi nhìn thấy tu sĩ đầu to thì đại hán này sờ sững. Âu Dương lão ca, người này là... Chàng đạo hữu, với ta ngăn cản ác độ sau lưng, tu vi của hắn giống như của người. Thừa dịp ta bế quan đến thời khắc máu chốt đã đánh lén, ta bị trúng độc, cần thời gian một nén nhang để áp chế. Ân này của chàng đạo hữu lão phù chắc chắn đại báo. Tu sĩ đầu to gấp gáp mở miệng, vừa nói vừa gào thét bay qua bên người đại hán này. Hai mắt của đại hán này chợt lóe lên. Đúng lúc này, thân ảnh của Mạnh Hạo gào thét mà bay đến. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy được tòa thổ thành này, thấy được tu sĩ đầu to bay qua vị trí đại hán kia. Ha, lại là một kẻ không biết sống chết. Thân hình Mạnh Hạo nháy mắt đã đuổi theo. Đạo hữu dừng bước, thành trì của Trần Mỗ không cho phép phi hành. Đại hán họ Trần vốn do dự, nhưng sau khi nghe thấy Mạnh Hạo, phát giác ra tu vi của Mạnh Hạo quả thật là kết đan trung kỳ, lúc này đáy lòng mới có chút yên tâm. Tuy nhiên, kim quang cùng với cảm giác nguy hiểm ở trên người của Mạnh Hạo lại làm cho đại hán này vẫn rất là cẩn thận. Trong lời nói của gã truyền ra, bên trong thổ thành có hơn 200 tu sĩ ngay ngắn bay lên, tản ra khí thế tạo thành phong tỏa. Cả đám đều mang ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Những người này có tu vi không đồng đều nhau, không có kết đan, phần lớn đều là trúc cơ và ngưng khí, nhưng trên người đều tỏa ra sát khí nồng đậm, hiển nhiên là đã giết không ít người. Đối với cái loại muốn giết người này, Mạnh Hạo không để ý đến, thân hình nhón lên một cái gào thét mà bay đi. Đại hán này biến sắc, tay phải nâng lên đang định bấm niệm pháp quyết thì bỗng nhiên gã nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hạo. Đó là một cái ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí. Bị ánh mắt này quét qua, đáy lòng của đại hán này nổ vang, kết đan trong cơ thể phát ra âm thanh kèn két, lại trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Gã hoảng sợ, nhưng chưa kịp lui về phía sau thì Mạnh Hạo đã đến sát ngay bên cạnh.
tay phải nâng lên đánh xuống một quyền vào trong ngực đại hán này. Sau khi thân hình của lão gào thét mà bay qua tòa thổ thành này, đại hán kia cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình oanh lên một tiếng, sụp đổ rồi chia năm xẻ bảy. Cái chết của gã khiến cho những tu sĩ khác ở trong thành đã biến sắc mặt, rối rít hoảng sợ. Những người ở đây, người nào quy thuận ta thì không chết, còn người nào không quy thuận thì sẽ không cần giữ được cái tính mạng nữa. Mạnh Hạo hờ hững mở miệng. Hắn biết rõ ở mạc thổ thì không thể mềm lòng, chỉ có tàn nhẫn mới có thể lập uy, mới có thể làm cho người ta kính sợ. Giờ phút này, khi giọng nói của hắn truyền ra, hơn 100 tu sĩ theo huyết thân mà ở phía sau lập tức tràn ngập sát cơ, thẳng đến những tu sĩ ở trong thành mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh giết chóc kinh thiên, tiếng kêu thiên lương thảm thiết không ngừng truyền ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trên đoạn đường này, ngươi có thể hại chết bao nhiêu người nữa. Mạnh Hạo nhìn qua tu sĩ đầu to đang cấp tốc bỏ chạy, trong mắt lóe lên sát cơ, mãnh liệt đuổi theo. Nhưng tốc độ của tên tu sĩ đầu to này cực kỳ quỷ dị. Đoạn đường này, nếu mà Mạnh Hạo không dùng toàn lực, thì cơ hồ là rất khó truy tìm. Tên tu sĩ này làm cho người ta cảm giác giống như là cá trạch, rất khó mà bắt được. Đặc biệt là bí thuật bạo tăng tốc độ kia đã nhiều lần kéo ra khoảng cách với Mạnh Hạo. Càng làm cho Mạnh Hạo ngạc nhiên là tên tu sĩ đầu to này hình như có một loại trực giác khủng bố với nguy hiểm. Chỉ cần Mạnh Hạo vừa mới định ra tay thì giống như đối phương có thể đoán ra mấy lần tránh đi. Phế vật chết tiệt, loại vô pháp ngăn cản nửa thời gian. Tu sĩ đầu to nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, toàn thân chật vật. Gã lúc này đang thở hồng hộc, đã mỏi mệt đến cực hạn. Nhưng thấy Mạnh Hạo lại đuổi theo thì hét lớn một tiếng, tiếp tục bay đi. Hai ngày sau, trong một sơn cốc, có một đạo thân ảnh màu đen gào thét mà bay lên, lại càng có một âm thanh ngạo nghễ mãnh liệt truyền ra. Âu Dương lão ca yên tâm, loại người ti tiện bực này lão phu giúp người giải quyết là được rồi. Đợi lão phu lấy được cái đầu của hắn, ta với người cùng đi uống rượu ai. Vừa rồi thân ảnh kia vừa bay thẳng lên không trung, hướng về một mảnh kim quang đang tiến đến. Bên trên thân ảnh ấy lại càng xuất hiện một đan khí biến ảo ra một ngọn núi cực lớn. Thậm chí sau ngọn núi này còn có một đồ đằng biến ảo ra một con viên hậu cực lớn gào thét, giống như đang nâng ngọn núi hướng về phía Mạnh Hạo mà lao tới. Tu sĩ đầu to đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc lộ ra cảm động. Gã rút cục cũng đã tìm được một cái hảo hữu thật sự nguyện ý ra tay vì mình. Giờ phút này, trong lúc cảm động, tu sĩ đầu to vẫn không chút do dự xoay người, dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Nhưng sau khi gã vừa bay đi được khoảng chừng hơn 10 hơi thở thì sau lưng truyền ra tiếng nổ mạnh, đồng thời cũng có một tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết mãnh liệt truyền ra, rất nhanh đã im bặt. Tâm thần của gã chấn động, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thì nhìn thấy công viên hậu cực lớn kia sụp đổ, ngọn núi vỡ tan. Về phần gã tu sĩ ngăn cản Mạnh Hạo kia thì toàn thân trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, mà tất cả chỉ đến từ một quyền của Mạnh Hạo. Nhìn nắm đấm của Mạnh Hạo mà tu sĩ đầu to lại cảm thấy da đầu rung lên, hoảng sợ phun ra máu tươi, liều mạng mà tẩu thoát. Biến thái à, mà khổ từ lúc nào lại có thêm một tên yêu nghiệt như vậy chứ, ta như thế nào mà lại chiêu chọc trong cái ngự này chứ. Đáy lòng của tu sĩ đầu to càng thêm đắng chát, cúi đầu dốc sức bay nhanh. Hoàng hôn ngày thứ tư. Âu Dương huynh yên tâm, có lẽ tu vi của Mạc Sơn Cửu Thánh chúng ta không bằng Âu Dương huynh, nhưng nếu luận trận pháp, dưới Nguyên Anh đều có thể dày khốn được ít nhất 3 ngày ha. Trên một mảnh bình nguyên, một tu sĩ đầu chọc bưng chén rượu lên, mỉm cười mở miệng. Sắc mặt của tu sĩ đầu to tái nhợt, miễn cưỡng cầm lấy chén rượu, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía xa xa. Nhìn thấy một mảnh kim quang ngập trời, lại có thêm 8 đạo thân ảnh cũng đang lao thẳng đến mảnh kim quang kia. Âu Dương huynh yên tâm, người đã đáp ứng cho chúng ta khôi lỗi đằng lưu kim tích kia, nhớ rõ là không được nuốt lời đó. Tu sĩ đầu chọc cười cười ha ha,
trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt nhỏ bé không thể tra. Mấy ngày qua, gã cũng nghe nói về vị Âu Dương của Tam Đại Tông Môn Đông Lạc Thành này, đắc tội một tên tiểu bối kết đan trung kỳ, bị người lén đánh trọng thương rồi truy sát hơn phân nửa miền Tây của Mạc Thổ. Giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng có chút hoảng sợ kia của đối phương, đáy lòng của gã càng thêm xem thường, cho rằng lúc trước đối phương sợ là chỉ có hư danh mà thôi. Chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, rõ ràng còn có người gọi hắn là Kim Qua Lão Tổ. Ha, thật là buồn cười, Mạc Sơn Cửu. À... Gã đại hán đầu chọc một ngụm uống xong rượu ở trong chén, lạnh nhạt mở miệng. Nhưng lời nói chưa kịp nói xong, đột nhiên có một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất dường như cũng chấn động một cái, rõ ràng là đang buổi trưa, nhưng ở chiến trường phía xa xa, rõ ràng lại có một mảnh trời sao. Trong lúc gã đại hán đầu chọc còn đang kinh ngạc, thì trong đầu của Âu Dương ông lên một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương. Gã không chút do dự, ném chén rượu đi, tay phải hung hăng đánh xuống ngực mình một phát, bước ra một ngụm máu lớn, triển khai bí pháp, lập tức trốn đi thật xa. Động tác rất là thành thạo, khiến cho tên tu sĩ đầu chọc kia nhìn mà sững sờ. Trên mặt tên tu sĩ đầu chọc này, vô thức lộ ra trào phúng. Nhưng biểu lộ trào phúng này còn chưa kịp biến mất, thì toàn thân tóc tai của gã đã dựng đứng cả lên. Một cổ nguy cơ mãnh liệt nháy mắt đã hiển hiện. Gã mãnh liệt xoay người, toàn thân giống như bị lôi đình quanh kích, ngơ ngác nhìn một thanh niên bộ dáng nho nhã, toàn thân tràn ngập kim quang, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay ở bên cạnh mình, đang cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm. Ngươi! Da đầu của trung niên nam tử sắp nứt ra, ánh mắt vội liếc nhìn về phía xa xa, nhìn thấy đó là 8 cái thi thể của đồng bọn đang từ giữa không trung mà rơi xuống. Gết vào một ngụm khí, thân hình lùi lại mạnh về phía sau. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thế giới của gã đã đen kịt rồi. Tạ nguyện quy thượng Kim Quang Lão Tổ. Trong nháy mắt, khi thế giới biến thành màu đen kịt, tu sĩ đầu chọc này không chút do dự mà mở miệng. Hơi thở tiếp theo, thế giới của gã đã khôi phục lại ánh sáng. Đuổi giết vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 7, tu sĩ đầu to không còn chỗ trốn về tông môn, bởi vì gã là nhất tông lão tổ. Lần này khi đi ra ngoài đều đã mang theo trưởng lão của tông môn. Đến hôm nay, ở bên trong tông môn chỉ có tu sĩ trúc cơ, không có kết đan. Coi như là đại trận của tông môn, bằng trạng thái lúc này của gã thì cũng không thể vận chuyển di trì. Nếu như dẫn người về tông môn dừng lại ở một chỗ, gã cảm giác mình phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên gã chỉ có thể trốn, lần lượt trốn đến những thế lực mà gã quen biết. Nhưng những người này phần lớn là có tu vi sắp xỉ với gã, không có nguyên anh. Dù sao thì ở Mạc Thổ, nguyên anh đã là người mạnh nhất mà có thể nhìn thấy vào ngày thường. Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ còn có thể đi cầu cứu mấy vị tán tu nguyên anh. Nhưng hôm nay Mạc Thổ đã sắp đại loạn, vô luận là Cửu Thành Liên Minh hay là Mạc Thổ Cung đều cực kỳ để ý tới tu sĩ nguyên anh. Lực lượng lôi kéo mời chào khiến cho tu sĩ đầu to căn bản là không có tư cách đi cầu. Giờ phút này gã có thể bỏ chạy từng chỗ là từng chỗ một, đau khổ dãy dụa. Gã cũng nghĩ qua tới Đông Lạc Thành, nhưng trong lòng gã biết rõ tu sĩ Mạc Thổ tàn khốc, mình lúc này đối với Đông Lạc Thành đã không có giá trị, cũng sẽ không vì mình mà ra mặt. Nếu lúc trước đáp ứng gia nhập Đông Lạc Thành thì còn dễ nói, Đông Lạc gia tộc nhất định sẽ phải ra mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi mình ở đó vì muốn làm giá mà chỉ nói là cân nhắc, không có đồng ý, do đó rất khó để làm cho Đông Lạc gia tộc chương trợ. Chết tiệt, Mạc Thổ lúc nào cũng có một tên yêu nghiệt như vậy chứ. Trong lòng tu sĩ đầu to chửi rủa, bỗng nhiên ánh mắt của lão xé qua sau lưng, nhìn thấy kim quang lóng lánh, lập tức giật mình một cái, một lần nữa phun ra máu tươi, thân hình gào thét mà bay đi. Mấy ngày nay gã có cảm giác tựa như là mình đã phun ra máu tươi nhiều bằng cả đời rồi. Giờ phút này sắc mặt của gã đã trắng bệch, một phần là do thương thế, một phần cũng chính do máu tươi trong cơ thể đã từ từ ít đi. Nhưng gã lại không có cách nào, đánh không lại chỉ có thể trốn. Giờ phút này sau lưng tu sĩ đầu to kim quang ngập trời,
Thân ảnh của Mạnh Hạo ở trong kim quang gào thét đi về phía trước. Ở rất xa sau hắn, có hơn 400 tu sĩ đi theo, đều là những người trong các thế lực bị tu sĩ đầu to lừa bịp dọc đường. Đối mặt với sinh tử mà lựa chọn quy hàng, gã tu sĩ đầu chọc kết đan trung kỳ đến từ Mạc Sơn cũng ở trong đó. Giờ phút này, hơn 400 người gào thét hướng về phía kim quang bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo ở phía xa xa. Người đông thế mạnh, 7 ngày qua, đám bọn hắn ở trong phiến khu vực phía tây mạc thổ này đã có danh khí. Những nơi đi qua, phô thiên cái địa, đặc biệt là kim quang tỏa ra từ kinh người của Mạnh Hạo lại càng tràn đầy chấn nhiếp. Không biết ai là người đầu tiên truyền ra cái xưng hô kim quang lão tổ dần dần lan rộng ra, khiến cho những thế lực ở tứ phương, phụ cận đều biết đến bốn chữ này. Một ngày sau, tu sĩ đầu to đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng vẫn cắn răng đi về một mảnh núi cao ở phía trước. Núi này hiểm ác, ở dưới có hắc thủy, ở trên đỉnh núi thì có 3 năm con chim cền cền đang lượn vòng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng tê minh khó nghe. Mà ở trên đỉnh núi này lại có 3 lão giả đang ngồi khoanh chân. Ngoại trừ lão giả mặc trường bào 7 màu ngồi ở chính giữa là kết đan hậu kỳ ra, thì 2 người còn lại đều là kết đan trung kỳ. 3 lão giả này lúc này sắc mặt đều khó coi, dù đang ngồi khoanh chân nhưng rõ ràng lại đang cảnh giác vận chuyển tu vi, nhìn chằm chằm vào tu sĩ đầu to cùng với kim quang ngập trời sau lưng gã ở phía bên ngoài. Chết tiệt, là kim quang lão tổ. Sự tình kim quang lão tổ đủ giết Âu Dương mấy ngày hôm nay đã truyền khắp bát phương, phàm là người tương trợ cho Âu Dương cuối cùng đều bị kim quang lão tổ tàn nhẫn mà diệt sát. Nghe nói từ vì cái đan chết trong tay của kim quang lão tổ đã vượt qua 10 người, trong đó yếu nhất cũng là cái đan trung kỳ, lại càng có 2 người là kết đan hậu kỳ. Các người đã quên Đông Lạc Thành của 8 đại gia tộc hay lão tổ của 2 đại tông môn khác? Hôm nay Âu Dương bị đuổi giết như thế mà bọn hắn cũng không có xuất hiện, xem ra đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu như tính cả bọn hắn vào bên trong thì số kết đan hậu kỳ chết trong tay kim quang lão tổ hung tàn này đã trọn vẹn là 4 người. Sắc mặt của 3 người đều cực kỳ khó coi. Bọn họ cùng với tu sĩ đầu to có chút giao tình, nhưng cái dạng giao tình này còn chưa đủ để trợ giúp gã chống cự lại kim quang lão tổ. Xem như bộ dạng của tên tu sĩ đầu to rõ ràng là muốn tới đây tị nạn. Bà vị đạo hữu, cứu mạng! Tu sĩ đầu to gấp gáp mở miệng, giọng nói mang theo cầu khẩn. Dùng thân phận cùng với tu vi của gã mà phải kêu lên như vậy thì có thể thấy được mấy người này gã thê thảm như thế nào. Âm thanh truyền đến đỉnh núi rơi vào trong tay của Tam lão, không khỏi khiến cho bọn hắn cảm thấy tràn đầy đồng tình. 3 người các ngươi cũng muốn tham dự vào hay sao? Mạnh Hạo gào thét mà đến, toàn thân tỏa ra hào quang kim quang vạn trượng, khiến cho thân ảnh của hắn thoạt nhìn đều là kim sắc. Giờ phút này, hắn hờ hững mở miệng, nhưng thanh âm lại như lôi đình ầm ầm truyền khắp 4 phía. 3 lão giả này biến sắc, nhất là 2 lão giả có tu vi thấp hơn, trong đầu lại càng ù ù, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Kết đan trong cơ thể chấn động, một màn này lập tức khiến cho 3 người bọn họ hít vào một ngụm khí, không khỏi nghĩ tới những tin đồn liên quan đến kim quang lão tổ này. Nuốt sống tu sĩ kết đan, đã ra tay thì không có người sống, giết chóc ngập trời, thủ đoạn hung tàn. Đây cũng là không biết thế nào lại truyền ra miêu tả như thế này về Mạnh Hạo. Trên thực tế mấy ngày nay người hắn giết không nhiều lắm, tuyệt đại đa số do mấy trăm người ở sâu lưng kia ra tay. Gần như trong nháy mắt khi lời của Mạnh Hạo rơi xuống, trong 3 lão giả ở trên đỉnh núi, lão giả có mặt trường màu 7 màu có tu vi cao nhất lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra sự mỉm cười, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến kim quang lão tổ, sự tình của 2 người chúng ta tuyệt đối không tham dự. Nói xong, lão dậm chân, lập tức có một màn sáng xuất hiện bao phủ ngọn núi này, không để cho tu sĩ đầu to có chút khả năng nào đi vào. Tu sĩ đầu to kêu lên một tiếng bi thương, phun ra máu tươi, triển khai bí thuật bỏ chạy. Gã lúc này đã da bọc xương, thân thể cực kỳ gầy gò, cũng khiến cho cái đầu cực lớn kia cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này gã bay ở giữa không trung, giống như tùy thời sẽ mất đi lực lượng chèo chống cái đầu, khiến cho cái đầu trực tiếp dẫn thân thể của gã sắp xuống.
Mặt mũi chàng đầy bi phẫn, tu sĩ đầu to bay nhanh mà đi. Lại qua hai ngày, tu sĩ đầu to bi ai phát hiện, phàm là những chỗ gã đi qua, những hảo hữu năm đó, toàn bộ đều thi nhau triển khai trận pháp ngăn cản chính mình tiến đến, giống như là gã đã trở thành ôn thần vậy. Thậm chí còn có nhiều chỗ trận pháp chưa kịp mở ra, nhưng khi mà gã đã đi vào cầu cứu thì đối phương lại lập tức trở mặt ra tay với gã, giống như sợ Kim Quang lão tổ đang truy kích ở sau lưng hiểu lầm. Đoạn đường này tu sĩ đầu to đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này đã đứng ở giữa không trung ngơ ngác nhìn bốn phía hoang vu. Cảm giác đưa mắt không quen lại khiến cho gã mất đi hết thảy lực lượng trốn chạy, sắc mặt trắng bệch, xoay người nhìn Mạnh Hạo đang gào thét mà tiến đến. Người không trốn nữa hả? Sau hơn 10 hơi thở, Mạnh Hạo xuất hiện ở trước mặt tu sĩ đầu to, nhàn nhạt mở miệng. Đã kết thúc tập 95, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 96 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn nhé.